Quý vị và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình TV Shopping. Quý vị thân mến, việc sở hữu một làn da body mịn màng, trắng sáng, khỏe mạnh giờ đây không còn là điều quá khó khăn nếu như chúng ta biết cách chăm sóc và tìm đến sản phẩm an toàn phù hợp với làn da. Nếu quý vị đang quan tâm tới việc chăm sóc da body đúng chuẩn, hãy đăng loay hoay tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da body thì đừng bỏ lỡ bộ sản phẩm Luvacel, nhãn hiệu mỹ phẩm top 1 Hàn Quốc về nuôi dưỡng da toàn thân, trắng sáng an toàn, được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, một bộ sản phẩm Luvacel của chúng ta sẽ gồm tẩy da chết Luvacel Oriental Spa Body Suck Wash, sữa tắm thảo dược Luvacel Oriental Spa Body Wash và kem dưỡng trắng da body Luvacel Crystal Whitening Body Lotion. Thưa quý vị có thể nhìn thấy trên trường quay của chúng tôi đây ạ. Vâng bước đầu tiên không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da hàng ngày đó chính là làm sạch da. Việc tẩy tế bào thường xuyên với Luvacell Oriental Spa Body Subbrush sẽ giúp da chúng ta thông thoáng, sạch lỗ chân lông, dưỡng trắng vùng da bị thâm, hỗ trợ làm giảm tình trạng mụn lưng, viêm nang lông, cấp ẩm sâu, làm trẻ hóa làn da nhờ vào các thành phần thiên nhiên như bột nghiền hạt mơ, quả óc chó, vitamin E và từ đó sẽ giúp da dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất trong các bước chăm sóc da tiếp theo ạ. Tiếp theo chính là sữa tắm thảo dược Luvacell Oriental Spa Body Wash. Sản phẩm này thì được chiết xuất từ 10 loại thảo dược quý hiếm và các loại hoa, chúng có tác dụng giảm tình trạng mụn lưng, giải quyết các vấn đề về mụn và lỗ chân lông, cấp ẩm và làm mềm da từ sâu bên trong, làm mờ các vết sạm da, đốm nâu, giúp làn da của chúng ta luôn trắng hồng rạng rỡ còn nếu như các bạn đang buồn khi thời tiết xe lạnh sẽ khiến da khô, bong chóc thì đừng lo bởi đây sẽ là thời điểm vàng giúp chúng ta có thể chăm sóc làn da trắng sáng. bởi vậy hãy cùng kem dưỡng trắng da Body Lovers Cell Crystal Whitening Body Lotion tận dụng nhanh chóng khoảng thời gian này ạ. với các thành phần chính phải kể tới trong kem dưỡng trắng da Body Lovers Cell Crystal Whitening Body Lotion đó là Gua White đây là nguyên liệu đắt đỏ được nhập bởi tập đoàn Pentafan, một thương hiệu dược phẩm hàng đầu thụy sĩ. thứ hai là Flower Complex 10 giúp dưỡng ẩm và lành tính cho da. Tiếp theo đó chính là chiết xuất ngọc trai giúp làm sạch và làm trắng da. Đặc biệt là thành phần glutathione giúp chống oxy hóa cho cơ thể, loại bỏ sắc tố melanin có trong da từ sâu bên trong, tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất từ đó giúp làn da sớm được cải thiện, nâng tông chỉ sau một thời gian ngắn. Sản phẩm dạng lotion nên thẩm thấu rất nhanh, không gây bết dính và không tạo vệt trắng trên da. Đặc biệt, Luvercell Official Store đang có chương trình khuyến mãi giảm giá kịch sàn với rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác như là miễn phí giao hàng trên toàn quốc, voucher giảm giá khi mua trên các sàn thương mại điện tử, ngoài ra còn được tặng thêm 7 miếng mặt nạ Luvercell nữa ạ. Ngoài bộ sản phẩm Luvacel thì tại Luvacel Official Store còn có rất nhiều dòng sản phẩm khác được nhiều chị em tin dùng và đánh giá cao như kem chống nắng Luvacel Rose Pink Tone Up Sun Cream, kem chống nắng toàn thân Luvacel Green Energy, kem dưỡng chống lão hóa giảm nhăn Luvacel Age Delay Black Tea Firming Cream. Vậy thì còn chân chờ gì nữa mà quý vị không gọi ngay vào số hotline 090 178 9788 hoặc truy cập vào website luvacell.com.vn, Shopee, Luvacell Official Store, Lazada, Luvacell Official Store hoặc tới trực tiếp địa chỉ 72A ngách 68 trên 509 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để mua hàng ngay hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ rất tiếc khi mà chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt quý vị tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.